một chiếc bàn thờ giá 31.900.000, ra về Yên Mô, Ninh Bình, là cách Mộc là 1.500 km nha mọi người nhé. Thì nhiều người hỏi Mộc là có giao hàng chỗ này chỗ kia không, hay giao hàng toàn quốc không, hay giao bên Mỹ đồ không. Mộc có nói giao xuống Âm Phủ ấy, Mộc còn giao được chứ đừng có nói là mọi người giao toàn quốc hay là mọi người giao qua Mỹ đó. Mộc có nói là Mộc giao qua Mỹ, Nhật, Canada là Mộc giao nhiều rồi. Còn giao nói chung là tùy các món thôi, quan trọng là mọi người có muốn là Mộc giao hay không thôi, chứ Mộc có nói là giao chỗ nào chẳng giao được, nhiều khi tiền ship cao quá khách lười, khách kiểu chê mắc không giao thôi. Nhưng mà cái bàn thờ này thì Mộc giao về Yên Mô, Ninh Bình nhé mọi người. Đó, chất liệu gỗ gõ đỏ 100% và kích thước là khách hàng đặt theo yêu cầu. Cái mâm cúng trên là sâu 60 nha. Nhà anh khách này thì anh kêu là cái bàn cúng ấy thì thường là nó có cái bàn cúng phía dưới thì anh không thích, anh làm sâu luôn. Cái bàn thờ này là ngang 1m75, sâu là 1m41 và cao là 1m27. Mọi người thấy sâu không? Và đây là sau khi hoàn thành là ở nhà anh khách nhé. Mọi người thấy kê đẹp không? Gỗ gõ đỏ 100% nên các kỹ thuật là cái này hàng đặt nên Mộc làm cái kỹ thuật rất là cao nha. Và đây là khi giao thì Mộc sẽ bỏ hàng chất hàng đi như thế này, là đảm bảo không có chảy xước của khách hàng đâu nha. Bởi vì giao tới mà chảy xước là khách hàng không nhận hàng, là mình thấy bà nội thôi nha mọi người nha.